đẹp. Em đẹp lắm. Ồ, biết chưa mình lên. Ồ. Phải phải. Cảm ơn biết hồi muốn sao quay rồi. Cảm ơn mi tạp ba. Cái gì vậy anh? Ăn rồi. Chimbalabala. Chimbalabala là gì? Chimbalabala. Anh. Gì? Dầu san hào sung hòa. Gì nữa? Xin giai hòa dầu bling bling. Ảo thật đấy. Tí em gặp tí em gặp người Trung Quốc em nói câu đó thử coi họ hiểu không? Chữ á. Chimbalabala. Mấy anh cô nhìn má em không giỏi luôn à. Và chỉ có thằng Gogo mới được đi cùng em thôi. Okay. Đúng là con trai của ta. Dạ, xin chào. Giờ sẽ đi. Lạnh quá mà. Anh à, cái nó của em mà. Nè, đi khu trò chơi. Tớ bán lùn, tớ nữa. Em bắt trước anh á. Đi khu trò chơi. Mấy xe này ngày xưa là chạy được hết á. Ừ. Dạo san hậu dung quà. Anh đâu rồi? Anh đây. Ủa? Con người đã mưa quá rồi. Mưa lắm luôn á trời. Giờ thì hai đứa đi kiếm khu trò chơi các bạn ơi. Đợi đó. Đợi đồ rồi. Cái túi to mà. Cái khu trò chơi nằm đây em nhỉ? Dạ ngay đó luôn anh ơi. À, hôm nay chơi bình thường đúng không? À, cảm ơn anh. À, ngay đây luôn nè bạn. Fantasy Park. Khu vui chơi trong nhà. Để coi thử coi trong đây có cái gì. Ok bạn nha, giờ chúng ta sẽ vào khu vui chơi trong nhà Fantasy Park. Trong này có rất là nhiều trò chơi. Trò chơi mà em thích chơi nhất là trò gì em? Wow, san hào trung hòa. Xin trai vua dạo Minh Chí Linh. Hòa gần ghi danh Minh Chí Linh. Xin sự đi. Cái trò đó là trò gì ta? Thôi mời các bạn Bing-chi-ling. đi xuống dưới mới biết nha các bạn nha. Bowling hả? Chơi bowling hả? Không phải Bing-chi-ling là Bing-chi-ling. Bing-chi-ling. À cái này nè. Cái này có chơi được không em? Play game. Nhưng mà chừng nào mới được chơi hả? Đóng cửa rồi hả? Cao vãi đạn luôn á em. Mà đóng cửa mất tiêu rồi. Nghĩ sao vé gì mà vô trò nào cũng đóng cửa rồi biết chơi gì ta? Ảo thịt đi. Ủa cái đây nè. Đang xếp hàng chơi gì nè. Ơ chơi đua xe à. Được đấy nha. Ờ hết. Chơi đua xe là có đường ra ngoài. Vô đua xe nha các bạn nha. Chơi đại đi. Ai mình sắp thuộc rồi nha các bạn nha. Dạo chán hậu chúng của xin chạy của cậu. Mày bị à. Bình chơi linh. Bing Chi Linh. Xin chào, đi hỏi. Dạo chân hảo chung của. Xin chạy của cậu Bing Chi Linh. Cô nhàng. Cô hẳn siêu hẳn Bing Chi Linh. Trái rồi, không hiểu gì thấy rồi. Việt Nam. Trái rồi, nó không hiểu gì thấy trời. Hồng quốc là Korean. Where are you from? South Korea. Dạo chân hậu chúng của xin chơi của cậu Bing Chi Linh. Bing Chi Linh. One two three talk with me Bing Chi Linh. Hana tu xin dạo chân hậu chúng của xin chạy của cậu Bing Bing Chi Linh. Bing Chi Linh. Yes Bing Chi Linh. I don't know Bing Chi Linh. Cái gì vậy? It's trend TikTok.
trên TikTok Việt Nam nào. Dạ. Ở Việt Nam TikTok. Việt Nam TikTok. Ờ. Đẹp. Em đẹp lắm. Ờ, biết chị Phương Duyên. Ờ. Bye bye. Cảm ơn biết Hồng Phúc sao quay rồi. Cảm ơn Mita Appa. Cảm ơn biết Hồng Phúc sao quay rồi. Cảm ơn Mita Appa. Xin cảm ơn. Không biết mình chơi linh đâu sao biết được. Anh Tuệ. Oppa. Oppa. Anh không. No, Oppa. Oppa đây này. Anh. Bao giờ bao giờ mấy cái Oppa. Oppa. Here. Young. Children. You are a couple? No. Business partner. My parent. Parents. Oh. Sister. Your sister. I'm brother. Brother. Handsome. Oh, thank you. Yeah. Có người khen anh đẹp trai đó em. Oh, thật là tuyệt vời. Very good. Thank you, beautiful girl. Oh, yeah. Oh, thank you. Good. Nãy giờ cứ lộn tiếng Nhật hoài. Can you speak Vietnamese? Do you want to learn? Yes. Vietnam 150. Oh, yes. Annyeonghaseyo. Xin chào. Xin chào. Kamsahamnida. Cảm ơn. Saranghae. Saranghae là yêu. Yêu. Anh yêu em. Anh yêu em. The first Vietnam go. The first Vietnam go. First. How long have you been Vietnam? Three days. Yeah. Wow. We go. Wow. Cảm ơn. Xin chào. Anh yêu em. Anh mà về anh hồng hồng anh đi quậy banh nhé. Giờ nó bơm khen. Subscribe my channel. Channel YouTube. YouTube. You have to YouTube? Yeah. Okay. Google TV. Google TV. Yeah. Yeah. This. Yeah. Glory. Wow. One, two, three, four, subscribe. Thank you very much. 감사합니다. Yeah. Wow. It's me. Oh. Popular. Okay. Next week, your album in my channel. Hiểu không ta? Yes or no? 23.
Chuẩn bị chơi nha bạn nhé. Mình bị mấy thanh niên dí vô. 1, 2, 3, 4, 5. Dí vô cái xe mình kẹt cứng ngắc ở đây luôn. Thảy vào để thưởng. Mấy vòng mới được một con anh? 8 vòng rồi trời. Ý là 50 ngàn là 8 vòng. Mà vào một vòng là được một con gấu. Con gấu này ở đâu? Sao thơm quá vậy? Trời chứ. Mấy ông đâu ta? Kia kìa. Vô đâu không? Do you want to play game with me? Cái này hội hội trao khó khăn lắm. Cách ta. Đấy, mình hỏi mấy ông rồi chơi. Anh Thải, em xem được không? Hơ lớp gấu bông. Thải mụn vào mà nó không mua hả? Khó mua hơn hả? For free, I get money. Oh my god, hi. Xin chào. Cho em trước cho 100 ngàn đi. Là được 16 vòng hả? Không, 100 ngàn là mình được một cây này. 50 là mình được cây này, tặng 50 là cây này. 100 là cây này, tặng cây này. Nếu mà chơi 200 thì tặng có cây lớn không? Là chỉ cần vào một vòng thôi là được một con gấu bông. Sao nghe ảo quá nha. Đây nè, ví dụ bây giờ anh em đã hỏi anh cô nói rồi, anh cô nói nó đi dụ như một lần dầu nó sẽ vòng, nó rất là vòng. Là sao? Dầu vô cái chơi nó sẽ vòng đó. Ok. Hai trăm đi. Không, anh thử á. Giờ đâu bông? It's here. Okay. One. Oh. Yeah. Easy. Very much. First one. Okay. Thank you. Oh, em cầm cho anh để tụi anh thể hiện cho em coi. Đó. Ok. Không được tới này hả? Baseball player. Này, mọi người. Này. Thôi đi luôn, nhìn dễ mà thôi. Anh, mọi người ném trong vô thức hả? Cho em con gấu đi anh. Cầm để lấy lẹ. Con xanh này luôn. Vô. Vô đó mày. Cắt ra. Dễ thương. Dễ thương bà. The last one. Vô đó bơm. Oh,
Future, we go Korea. Okay, okay, bye bye, bye bye, bye. Mình chứng sống nè chú, chơi đi chú. Oh. Oh. À đây, đây bà. Mọi người, em có thêm rất là hạnh diện ở chỗ này mọi người ạ. Chào anh Hoàng Global TV. Chào anh Hoàng Global TV, trời đó. Ôi đi bà. Hết rồi bạn ơi. Ui. Hết hồn luôn em. Mọi người, cái đuôi sợ không? Em sợ không? Tim nó đập đùng đùng luôn á. Tim nó đập giật giật, bịch bịch bịch. Cái đuôi nó quải 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 quải. Bịch luôn hả? Nhưng mà con này chết rồi. Con này nó bị đứt cổ kìa. Không. Ờ. Mày cắt tiết á, mà sao? Anh hình như kiểu như là mình lỡ gần nó là nó sẽ kêu hay sao á. Nó còn thở nữa kìa. Ồ. Nó thở nữa mọi người ạ. Ui, em đang suy nghĩ là ở Đà Nẵng mình có nhiều chỗ đẹp thiệt sự luôn á mọi người. Cái này là con thằn lằn sắm mọi người ạ. Thằn lằn sắm. Thằn lằn sắm. Đi qua đây. Tê giác nè. Đây là con tôm giác. Tôm giác long. Tôm giác long mọi người ạ. Giờ từ 7.9 đến 9 chân mấy. Chim. Ui con này là con á, nước. Nước ở đâu vậy? Anh có câu kia nó nhiễu xuống. Nó bị cắt tiết á, nó bị nhiễu xuống. Nó nhiễu xuống cái đầu em. Con này là con khủng lăng chân chim. Đi con tiếp. Này nữa. Con này là con viên khủng lăng. Con này là con khủng. Khủng long vuốt sắc. Khủng lăng. Khủng long, cái vuốt nó sắc chưa kìa bạn. Nhiều quá. Đi qua đây. Còn con này là con nhi cò. Nhi còi. Con này là con gáo. Ôm con kỳ lân. Ôi con này con khủng lăng mỏ vịt. Khủng lăng mỏ vịt. Mỏ vịt mọi người ạ. Wow. Con này là con khủng lăng sừng mồ. Khủng lăng này dễ thương nè. Con này con khủng lăng đầu bẹt. Chuột to vãi. Người tiền sứ mọi người ạ. Là tổ tông của loài người. Tổ tiên. Đi hai về ba. Hồi nãy đi hơi về ba mọi người ạ. Cũng quá đông chóng mẹt. Ông già Noel này giống hoạt hình quá. Ui ông già Noel có rau luôn á. Đi thôi mệt lắm rồi. Bye bye ông già Noel nha. Đuối rồi. Dạ xa xỉn bán mửa quá. Bye bye. Ôm xíu đi em. Công sức của anh đó. Hưởng ké. Bye bye. Bye bye. Thấy ở dưới đây thời tiết đẹp phái phái lên trển cái khóc luôn. Mày quá em muốn nói gì lắm nhưng mà hello mọi người, chào mọi người đến với thành phố Đà Nẵng. Bây giờ đang ở Bà Nà Hill, bây giờ là đi về rồi. Ơ. Camera. Camera đó. Ơ.
dạy anh ăn ngoài phố. Người ta nhìn, người ta nhìn kìa. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Lên. Các con bên ra kìa. Nhanh lên mà có ra. Ủa có điện thoại. Thôi thôi các bạn ơi, thật sự đuối kinh khủng luôn á.